Đến nay, diện tích trồng khóm trên địa bàn huyện Luân Phiên khoảng 120 hectare, chủ yếu hộ dân trồng theo các bờ kênh, bờ bao vuông nuôi tôm. Hiện khóm được bán tại vườn với giá từ 10 đến 15.000 đồng mỗi trái. Với khoảng 3.000 m2 đất, mỗi vụ khóm cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng. Khóm trồng ở vùng đất mặn thường cho trái to, ngọt nên rất hút hàng.